Anh ơi, ra coi này nè. Dạ. Thảm này nè. Thôi đi, cái đó ăn cái gì? Dễ thương mà. Nhà làm gì có cái chảo trời. Nhà không có chảo. Anh đi kiếm mua đây. Trời ơi. 3, 2, 1. Bây giờ phải đi kiếm cái chảo đá mua mọi người. Có cái chảo đá không cô? Có chảo đá không cô? Chảo bằng đá hả? Kiếm cùng trời cứu đất không có chỗ nào có hết trơn. Cuối cùng có chỗ ông anh này có bán. Mà kiểu như có dân đá không người ơi, chứ không phải chảo đá. Kiếm mua xong cái chảo tới kiếm mua kẹo cũng không có luôn. Người ta nói kẹo giải bắp Tết mới có. Còn giờ nhập về bán cho ai? Nhưng trời xui đất khiến sao hên lướt ngang cái sạp này có không thôi là lỏ luôn rồi. Em bây giờ chạy mua chị. Trời đất ơi, em nghe lời người yêu em mua về đú chen cho nó đó. Chị kia mua hết bọc chứ ăn xịt cam quá. Mình mua tới 3 loại kẹo dẻo lần mọi người. Đen đá dặn sao tôi đi mua y gan vậy đó. Thôi bây giờ đi về nè. Được. Tốn tiền của cái chảo 200 mấy. Mình sẽ làm thêm kẹo dâu nha mọi người. Mình có 3 loại kẹo dẻo, một là cái kẹo bắp mà hay làm mọi người. Kẹo dâu dẻo. Cái này cũng là dâu dẻo như một dạng khác rồi. Lần đầu tiên như thế nào? Nó sao không được? Nóng quá. Nóng quá. Tiếp tục lần thứ hai. Đợi xíu coi sao nha mọi người. Tới sen đá đổi kẹo làm lần thứ ba nè. Đây là cái cuối cùng nha. Da nóng. Ây da. Lần này mình sẽ dặn lửa nhỏ lại. Chứ mình cả cái viên kẹo từ từ chậm chậm thôi. Oh my god. Được rồi. Mời đen. Thôi cho em ăn trước đi. Ôi, như cái tổ ong vậy đó mọi người ơi. Nó hết mẹ ơi. Wow. Nói chung mình mới làm thì hơi khó nha mọi người. Còn biết ý cái là làm dễ ẹt à. Rút kinh nghiệm là mình để lửa thì là nhỏ. Mình xoay cái viên kẹo từ từ là được. Theo khẩu vị cá nhân của mình sen đá thấy thì cái này ăn ngon hơn kẹo bông gòn nhiều. Nó thơm dữ lắm thơm. Sen đá ơi, em muốn ăn cái món nào khó hơn đi. Chứ mấy cái món này dễ đối với anh quá. Đúng thiệt rồi, nó tựa như kẹo bông gòn vậy mọi người. Ngọt ngọt.